À, xin chào toàn thể anh em đam mê bộ môn nuôi dê. Chúng ta hoang giờ này cũng là 5 giờ rưỡi. Nó to nhỏ con này chắc cỡ ký. Wow, nhìn thấy không em? Anh em nhìn thấy cú tóc của nó không? Nuốt vào cái này để cho nuốt đóng cho sướng. Phải không? Sáng nay đi tiếp bãi kia không được một con này. Mọc bốn lưỡi. Con con rồi bốn. Đây rồi anh em. Anh em hôm nay những ai không đi được ở nhà xem clip mình cho vui nhé. Con này con cá mù anh em ạ. Rách là cắn một mắt của nó bị gì đó. Tuyệt vời. Chúc anh em xem clip vui vẻ nhé. Có gì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.